cặp bến siêu phẩm Vision độ full đồ chơi cho anh em đây. Và đặc biệt nha, con này là phiên bản xám xi măng này. Đấy, đời 2024 luôn, lên full đồ chơi. Đập luôn vào mắt anh em này, quả bi cầu nhá, đề mi đổi màu theo app điện thoại này. Đấy, xinh nhan này, cũng LED Audi đổi màu theo app điện thoại, đầy đủ hết cho anh em luôn. Dưới dàn chân này, heo phan đo 2 bit nhá, dây dầu rồi là đĩa, có đầy đủ hết cho anh em luôn. Phía sau cũng lên cho anh em gọi là ốp trong suốt, con này mới về còn chưa rửa gì luôn, bùn đất nguyên xì lên thẳng video cho anh em luôn. Bên này một set bô này là full cổ titan này. Đấy, ốp xoay tít thò lò cho anh em luôn. Mà con này để cho anh em chỉ hơn 30 củ thôi, anh em chỉ trước 7 đến 8 củ nó có thể lấy xe nhá. Còn bên cạnh đây là chữ X155, con này thì cũng dọn full cho anh em rồi. Đấy, một dàn áo màu đen bóng này, cùng tem rời I16ZR cực kỳ đẹp nhá. Dưới dàn chân là mâm 5 cây này, lốp 70-80, đĩa này, phuộc phay này, heo phan đoa 2 mít đầy đủ hết cho anh em nhá. Hai quả bi cầu này, khá là chất luôn. Và đặc biệt, con này thì anh em chỉ cần trả trước từ 3 đến 5 củ là có thể lấy xe rồi. Và cuối cùng nhá, anh em nào thích chất chơi người rơi và có người yêu ngay trong tuần buổi tối hôm nay ấy, thì sở hữu ngay chiếc SH150 này nhá. Con này thì là phiên bản đời 2022, đấy, bản CBS anh em ạ. Lên được cho anh em hai quả bi cầu này, đổi màu theo app điện thoại nhá. Đề mi dán rồi là các kiểu hết cho anh em rồi. Con này thì là màu đen nhám, đấy, thì anh em chỉ cần trả trước tầm 25 đến 30 củ là có thể sở hữu chiếc SH này rồi nhá. Và cả ba chiếc xe này thì bên mình đều hỗ trợ trả góp và giao lưu đổi các cho tất cả anh em nhà mình nhá. Nên anh em nào muốn sở hữu một trong ba chiếc xe này thì cứ liên hệ trực tiếp đến mình nhá. Và đặc biệt chiếc Vision này anh em nào nhanh tay thì còn nhá.